Chào các bạn nhé, mình lại tiếp tục du lịch Cần Giờ đây. Mình đang ở chợ Hàng Dương. Đối diện cổng chợ sang có cái resort này, Cần Giờ Resort của Sài Gòn Tourist. Bây giờ mình sẽ đi vô chợ nhá. Chợ này nổi tiếng hải sản đấy các bạn. Các bạn có thể vào đây mua hải sản tươi sống, rồi thì khô đù, khô dứa là đặc sản của Cần Giờ đấy. Rồi mang về hải sản tươi sống này, đóng thùng xốp ướp đá mang về cũng được. Rồi hoặc là mua đồ chín đem xuống bãi biển ăn nha. Bãi biển ngay gần đây thôi. Bây giờ mình sẽ đi vô chợ nhá. Đây, ngay cổng đây mình đã thấy hàng đống khô ở đây này. Đó, cô ngồi bán ở cổng chợ nhưng mà cô đang nhậu. Con quay xíu cô đang nhậu rồi mà mình cứ quay tự nhiên. Cứ quay tự nhiên. Đây là cô cá đù này. Cô ơi, cá đù này nó nhiều size đấy hả cô? À, ví dụ size bé nhất thì là bao nhiêu? 120. Thế còn size lớn nhất ạ? Size lớn nhất 180. À, cái này là lớn nhất đây nè. Ờ, cái này size lớn nhất là 180, còn cái này là size nhỏ thì là 120. Còn size vừa chắc là trăm mấy cô? 160, 150 thì 400. Dứa thì 400. Đó, ở đây khá là giá khá là bình dân nha các bạn. Thế còn cái này là cá đối. Cá đối này là nhiêu cô? Cá đối 120. Có cô... giao hàng tận nhà miễn ship luôn á cơ. Giao hàng tận nhà miễn ship, cô cho con cái số điện thoại đây, con quảng cáo trên kênh của con cho cô. Sáng giờ là ba em rồi đó. Dạ, sáng giờ là ba em. Đây được không? Đây. Đây là cô Trang bán cá khô ngay cổng chợ Hàng Dương nha các bạn này. Mình lấy cái này cho các bạn này. Địa chỉ đây này. Các bạn lấy xỉ lẻ đều được hết nhá. Xỉ sẽ có giá đẹp hơn, còn lẻ thì cái giá này như vừa nói mình nhưng mà giá nó cũng theo thời gian nha các bạn. Có thời điểm giá này giá nọ. Thì cô ngồi ngay này, bên trái chợ này. Đây cổng chính của chợ đây. Nhìn vào phát cô ngay ngồi ngoài cái đầu này luôn nhá. Đó, có ba cô đang ngồi nhậu, là ba cô bán khô ở đây. Các bạn ủng hộ các cô nhá. Thì rồi con cảm ơn cô nha, con đi đây. Con đi vô chợ đây. Thì, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vô trong nha. Sao nào? Mình thì cứ tự nhiên như rồi Hà Nội thôi. Con cá đối nằm trên cối đá. Ngày xưa con chào chú. Đây là cối nước. Con đi chơi xíu. Đây, mình đang đi vô trong chợ. Ồ, đây có cả rượu rượu gì đấy hả chị? Rượu Kim Sơn. À. Nè, like muối chấm cho chị nè. Muối đâu? Muối chấm hải sản nè đó. Muối chấm hải sản đâu? Đó, mấy chai đỏ đỏ đó. Chai đỏ đây á. Kim Duyên đây á? Đúng rồi. Đây. Ai xuống Cần Giờ thì mua muối chấm. Ai xuống Cần Giờ thì mua muối chấm hải sản, là cái này pha đây. Sẵn rồi à? Muối chấm hải sản của Kim Duyên. Làm đây. Của quay cái mặt chị qua. Chị đây, chị đây, Kim Duyên đây, chị. Hello. Chị là người làm nước chấm. Nước chấm nha, đây là số điện thoại đây này, 0907290360. Đúng rồi. Rồi đó, chị làm các bạn có đây ghé mua hải sản, rồi thì mua xong hải sản rồi quay lên đây mua nước chấm mang về nhá, khỏi cần phải pha luôn nha các bạn. Rồi. Em cảm ơn nha. Em đi xuống chợ xíu. Đây à, khô tôm. Tôm 840, 620, nó tùy theo size nha các bạn. Ở đây có khá là đầy đủ các loại khô. À, mực đây chị ơi, mực size này nhiêu đây chị? 6 con nửa ký. 6 con nửa ký à? 670. Tính ra là bao nhiêu ta? 1 triệu 3 mấy triệu. Một ba bốn mươi. Loại này 12 con 1 ký à? Thế còn là cái này là 1340. Còn size nào nhỏ hơn xíu không? Cái này 470. Cái này 470 là thành hơn 900 à? Cái này thì đúng lại rồi, 954. Cái này nó giá bây giờ mà chết 7 hạt lại chi mất công. Thế à? Tôi không muốn thích nghe gì. Rồi, em cảm ơn chị nha. Đây là chị Dì 6. Cá dứa cá đù rồi cá chỉ vàng này. Các kiểu cá. Con này có phải là lịch không chị? Không, cá lạc béo. À thế ạ. Không phải khô lịch à chị? Không có khô lịch à? Rồi, em cảm ơn nha. Em đi chơi xíu. Ở đây rất là nhiều loại khô và ấy nha các bạn.
con không con đi chơi đây, trời ơi, đây đây đây, chợ hải sản Hàn Dương này làm sẵn rồi các bạn ạ. Cái này chỉ việc mua bia nữa là thôi, là quất thôi. Ôi trời ơi, ốc kìa, ốc. Con này chị ơi, con này ốc gì hả chị? Dạ, ốc rồi voi. Ốc rồi voi này, con này hộp này nhiêu đây chị? Dạ bán con 100.000 con. 100.000 con. Ồ. Hàu thì 50 nè. Hàu thì 50.000 một dĩ. Một hộp. Hộp gì đó rồi. Dạ. Thế còn nhum. Con này nhum 50.000 con. Nhum 50. Rồi, còn ốc mai. Ốc mai 20.000 con mà lấy hết mâm 100.000. Quên, sò mai. Nguyên mâm này là 100. Dạ. Ôi trời ơi, cái này là bạch tuộc à? Dạ. Ồ, bạch tuộc bự lắm, bản này hai con nó đã đầy nguyên hộp rồi này. Rồi. Con này cái hộp này nhiêu chị? Dạ 150. 150. Ờ. Thế còn ví dụ như cái này nướng ớt à chị? Dạ. Hay nướng sa tế đây? Dạ nướng sa tế mà. Cái này sa tế à? À mua mới nướng rồi. Con này gọi là ốc gì đây chị? Dạ ốc nhum. Ốc. Ốc gì? Nhum. Nhum. Rồi cho xíu em sẽ ủng hộ chị. Yên tâm đi. À, tại em cũng đang khá là đói rồi, để em quay phim xíu đã. Thế còn con ốc gai gai này là ốc gì đây chị? Đó ốc gai đó, tôi kêu ốc gai đó. Nó là gai rồi, ốc gai luôn à? À thì ra là vậy rồi. Ok chị. Đây ốc hương, ốc hương nhiều size nha, ốc này. Dạ, ốc nhiều loại, loại này nhiều loại. Loại 250, loại kia 200. À loại rồi. Nhiều giá lắm. Cái này là sò lông nè. Sò lông rồi. Cái này thì là 100.000 con hả chị? Dạ đúng rồi, chị rồi. Xào chơi tới củ hành em muốn gì em làm giùm. À có nghĩa là sẽ, chị sẽ làm giùm đúng không? Dạ, rồi. Còn cái ốc này là ốc gì đây chị? Ốc bông. Ốc bông. Dạ. Rồi. Đấy. Chờ em xíu nha, chị tên gì ta? Hả? Chị là gì? À, chị tên Hà Vẹn. À, Hà Vẹn, Vẹn Hà. Vẹn Hà. Vẹn Hà. Chị vui tính lắm mà các bạn. Chị ngồi ngay ở quầy ngoài cùng của chợ Hàng Dương nha. Thì các bạn có ghé ăn hải sản thì các bạn ủng hộ cho chị. Giá khá là bình dân, ví dụ như ốc vòi voi này 100 một con khá là bự nha. Các bạn muốn ăn món gì thì chị sẽ làm cho các bạn. Rồi tôm, rồi sò điệp, sò mai, rồi thì là tôm tít này hả? Cái này ngoài mình hay gọi bề bề đấy. Đấy, đây. Đây, khá là nhiều. Đấy, sò điệp này, sò điệp nó sai bự luôn nè. Quầy đầu tiên gặp chị bé bự là chị nói là do quầy đầu tiên gặp chị bé bự là chị vui tính lắm bạn. Rồi các bạn ghé ủng hộ chị nha, mua rồi có thể ăn luôn ở đây hoặc là đi xuống biển đây, ăn. Đồ trong của mình luôn nè. Còn đây là bên này là đồ tươi sống ăn xong rồi, nếu mà ngon quá thì lại mua tiếp mang về ăn tiếp các bạn. Tôm hùm con này sai bự này nhiều chị. 2 triệu. Thế còn cái này 250 một con. 250 một con. Ồ, đó, đây này. Tôm tít này. Tôm tít cũng nhiều size lắm. Ủa, ngon lắm bạn. Ơ chị, con ơi, kia là sam à? Hay con gì nhỉ? 250 con. Con đấy gọi là con gì chị? Sam. Sam, đúng rồi, sam. Rồi, em cảm ơn nha. Em đi chơi xíu đã, xíu em lên em ăn. Có bồng ngư nè, ngay trời đẹp trai. Chị? Dạ. À, đây bào ngư, đây bào ngư, đây bào ngư này nhiêu tiền con hay ai tính ký chị? Chị ơi, bào ngư này nhiêu? 10.000 con. Ồ. Khá là rẻ. Xíu nữa ăn bào ngư. Ủa sao chị chưa có mấy cái gì chế biến sẵn à? Chị biết ăn quá, anh như anh mua đi mình mới làm chế biến cho mình. À rồi, rồi, rồi. Làm lẹ cái gì chị? Dạ khoảng 10 phút à. Ok, em vào đây đã xong em lên. Rồi, có chắc chắn. Trời anh chị ở chợ đi du tính lắm bạn. Anh nói này, quay cơm với cả canh bầu. Dạ dạ. Với khô đù rồi. Rồi rồi, em cảm ơn nha. Mấy anh chị bán đồ ở đây vui tính lắm các bạn. Này, đây, khá là nhiều hải sản nha. Này. Các bạn nào bay đi đưa lên là bán đắt con. Cảm ơn. Ôi trời ơi, tôm này tôm gì đây cô, sao bự này ạ? Tôm này tôm gì đây cô? Tôm sú mà sai bự này luôn ạ. Sú biển à? Sú biển. Rồi con cảm ơn. Ôi trời ơi, tôm tích này nó bự lắm bạn ơi. Con này cái size này khoảng mấy con một ký cô? 3 con 1 ký. Cái size này thì nhiêu tiền ký cô? 800. Rồi. Con cảm ơn nha. con có tiền mua đâu, con đi chơi ơi. Dạ. Đây. Đây là
các món hải sản rồi. Trời ơi. Bào ngư. Đây con này. Trời ơi toàn sai bự không rồi hò. Rồi ghẹ rồi cua rồi các kiểu luôn các bạn này, nhiều lắm mà ngon lắm bạn. Nè xà lông bao giảm đồ nè. Nè đó. Cái chợ này vui tiếng ghê ta. Đây. À, con này con gì ạ? Hả? À, con này cúm đá. Cúm à? Kiếm, cúm. Kiếm á. Kiếm mà nó phải cúm à. Con cảm ơn nha. Ê, các chị, cô các chị dạ? Bán hải sản đây vui tính lắm. Con này có. Con này ạ? À? Con móng chân. À, ủa trời ơi, con này bình thường móng tay đấy thì móng chân. Móng chân. À, móng chân khác móng tay à? Đâu à đây móng tay đây này, bạn ạ, móng tay nó đen đen, nó dài dài bó thành bó này, còn con này sao cái là nó cương lên rồi. Đây nè, trời ơi đây ốc móng tay. Ốc móng tay nhiêu tiền ký chị? Móng tay là chị bán bó 30.000 một bó. 30.000 một bó. Ủa trời ơi, cua này sai bự luôn bạn. Cua này... Cua đó bắt mình đó. Cua bắt ạ? Đi bắt ở trong rừng. À. Con này nhiêu tiền ký cô? Cái đó mắc có 400 ngàn. 400, rồi. Em cảm ơn. Con này là con gì đấy chị? Bọ biển. Bọ biển à? Con này nhiêu tiền ký ạ? Cái đó là chị bắt con. Một con. 250 một con. Ồ, con bọ biển. Ủa sao lại phải ngửa nó lên hả chị? Để nó nằm ngửa nó mới sống. Còn nó nằm ướp xuống là con nó chết. Giờ mình tắm làm sơ bắt. À, bạn nhớ nha, đi mua bọ biển là phải ngửa lên như này mới gọi là sống nha các bạn. Nó mới sống, còn sắp xuống là còn chết rồi. Sắp xuống là chết à, chị nói mình như vậy đấy. Con chạm vào được không? Được, cứ chuyện chạm thoải mái, nó đâu có cắn đâu. Sợ đưa nha miệng đó, thì nó mới cắn cục tay thôi. Nghe ạ? Ừ. Rồi nha, cái chân nó cắn đó, nó đâu có cắn thôi. Dạ. Ồ. Nhưng mà hôm nay em thấy chợ có vẻ vắng ha. Vắng nguyên cả tuần nay luôn chứ hôm nay gì? Vắng nguyên cả tuần nay à? Không, thật sự hôm nay em vào chợ mà thấy khá là vắng. Có thứ bảy chủ nhật là mới đông. Thứ bảy chủ nhật đông. Đây là mùa hè, mùa học của học trò rồi nó đâu có tâm nữa nó đi. À, rồi thế con chúc cô buôn may bán đắt nhá. Ông mà không có tay cho nó là mai mốt về thành ông thiên vũ thôi. Thành gì ạ? Ông thiên vũ. Ông thiên vũ là cái gì ạ? Cũng có tay. Cũng có tay à? Trời ơi. Thôi con đi em, con đi chơi xíu. Ồ, các cô bán hàng đây vui tính lắm các bạn vào đây mua hàng à, ok nhá, cả tươi sống và cả chế biến nhá. Chút mình sẽ lên mình ăn một chút. Rồi, khá là nhiều các bạn ạ. Con bọ biển 250 một con, mình không biết là con đó thì mình chưa ăn, mình không biết là nó có ngon hay không. Còn bên này là các cái quầy hàng ăn uống này. Nhưng chợ hôm nay khá vắng, như cô vừa xong cô nói là chợ vắng cả tuần nay rồi. Thì con chào cô. Dạ con không. Thì bây giờ mình sẽ quay lại cô bán hải sản để mình ủng hộ cô nha. Ở đây là các món ăn mình chứ mình sẽ xuống biển mình quay. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhá. Bây giờ mình đi ra mình mua hải sản của cô cái đã. Không, cô nói mình không ủng hộ thì chết. Mình hứa với cô rồi mà. Đây, bây giờ con ra con ủng hộ cô đây. Con quay lại rồi. Rồi. Rồi, bây giờ con bắt đầu. Mình đã xong rồi bạn. Đây là ăn ủng hộ chị ấy. Đây là một con bọ này. Đây, con bọ này nhìn có vẻ ghê ghê, chưa ăn bao giờ mà ăn thử. 250 nha các bạn, ở đây giá khá là rẻ đấy, khá là bình dân đấy. À, còn đây là mì xào bào ngư này, bào ngư có 10.000 con này. Mình cái đĩa mì xào này mình xào 3 con nhá. Còn đây là sò điệp với cả là nhum 50 một con. Sò điệp 4 con này cũng là 50, với cả đồ uống của mình là Coca 20 đây. Đây, đây là tạp hóa Hùng Mỹ Nghệ.
À, có các cả lẩu rồi cơm sườn ram nướng này, 45 này, cơm gà rồi các kiểu ấy đấy, thì các bạn có ghé đây thì ăn, ngồi đây cho nó mát, còn xuống biển cũng được, chút nữa mình xuống biển quay xíu để đi về nhá. Rồi bây giờ mình sẽ ăn một chút rồi ra xem biển xem có gì không nhá. Đây, đây chính là bãi biển 30 tháng 4 toàn rác không các bạn. Đây là biển Cần Giờ đây các bạn. Đây là bãi biển 30 tháng 4 nhá. Biển Cần Giờ thường thường thì người ta không có tắm đâu bạn. Thứ nhất là nó dơ, thứ hai là nữa nó không có, bãi biển nó cũng không có đẹp, không có ấy, ít người tắm lắm bạn. Dân ở đây tắm còn. Mà bây giờ nó rào hết lại rồi nhá các bạn. Các bạn muốn qua biển các bạn phải trèo qua cái bờ rào, nó có thang cho các bạn trèo qua đấy. Đó. Của người ta rào vào, người ta thi công công trình gì mình không biết được. Đây. Bãi biển Cần Giờ đây. Đó, ra đây ngắm xíu rồi đi về thôi. Chứ còn thực ra không có bơi lội gì, để bữa nào đi Vũng Tàu rồi quay thì bơi. Đây. Đây. Đó. Bãi biển 30 tháng 4 nó chỉ có này thôi. Trên sách báo này nói nó là một chuyện nhá, còn thực tế thì nó là một chuyện đây. Sách báo nói thì là đẹp long lanh. Còn đây là thực tế nha các bạn. Đó, là rác này. Đấy. Thì đấy, đây mình sẽ đi ra ngoài một chút nữa. Sóng nó đang có thấp. Đây. Khá là nhiều vỏ sò này, vỏ sò vỏ ốc này nó đóng thành mảng luôn ở đây này. Đó. Đây. Rồi. Ok. Thực ra thì còn một cái điểm nữa là cái gọi là làng cái xã đảo Thạch An nhá. Thì các bạn nếu có đi xã đảo Thạch An, mình có hỏi rồi, thì các bạn để ý là cái xã đảo Thạch An ấy là chuyến phà cuối cùng một ngày nó có mấy chuyến thôi nhá, mấy chuyến ra mấy chuyến vào thôi. Đi chuyến đò ấy thì nó khoảng anh nói đâu là 3-40 phút à. Thì là thời gian ngồi đò khoảng 3-40 phút. Thì các bạn lưu ý giùm mình nhá, là cái chuyến cuối cùng từ ngoài đảo về là 5 giờ. Mình mới hỏi rồi. Chị bảo là giờ nó thay đổi hay không thì chị không biết, nhưng mà 5 giờ ngoài đó là chuyến cuối cùng đi vô. Còn đi ra thì mình cũng không, chắc là nó sớm hơn đấy, ví dụ thế, hoặc là cũng là cùng 5 giờ thì mình không dành lắm. Thì các bạn để ý cái chuyến vào thôi, chứ còn cái chuyến ra thì các bạn có thể bố trí thời gian đi nó dễ hơn. Là để ý cái thời gian vào đó nhá, không là lại phải ngủ. Nếu mà xác định đi trong ngày là mà không kịp vô là phải ngủ ngoài đảo đấy. Nhưng mà yên tâm, bên ngoài đảo nó cũng có nhà nghỉ, khách sạn, hôm tây các thứ đầy đủ hết. Thì cái video về du lịch Cần Giờ của Sài Gòn mình xin tạm dừng ở đây nhá. Mình sẽ, cái bãi biển 30 tháng 4 này sẽ là cái cuối cùng review về Cần Giờ cho các bạn. Thì sau này nếu có điều kiện quay lại Cần Giờ thì mình sẽ ra đảo Thạnh An, rồi thì đi ví dụ như là Thiềng Liềng hay là cái gì đấy, có một số nơi đấy thì mình sẽ đi thêm. Nhưng mà như bây giờ thì mình xin tạm dừng cái video về Cần Giờ ở đây nhá. Vì Cần Giờ ở đây là rất là tuyệt vời. Các bạn được về với thiên nhiên, đi ra biển này cũng là thiên nhiên. Có thể chỉ tiếc một điều là các bạn sẽ không tắm này, hay là không ấy đâu. Ra đây hóng mát rồi thì dạo mát này chụp hình cũng ok, không có gì cả. Thì còn như là khu du lịch Vàm Sát này, hay đảo Khỉ này, căn cứ rừng xa chết các thứ, điều những cái đó là rất là tuyệt vời nha các bạn. Giống như các bạn đi về với thiên nhiên ấy, nó tự nhiên lắm. Tại vì đấy nó chính là khu bảo tồn thiên nhiên của thế giới nhá các bạn, của thế giới, nhưng mà nhắc lại là của thế giới chứ không phải của Việt Nam đâu nha các bạn. Thì mình cảm ơn tất cả mọi người nha. Hy vọng là mọi người sẽ đồng hành cùng với mình trong những cái video tiếp theo. Nếu thấy hay thì các bạn đăng ký kênh nhá. Mình hứa sẽ đi thật là nhiều nơi, review thật là nhiều điểm đến, để cho những ai không có khả năng đi hoặc là
có dự định sẽ đi những cái điểm đó để có thể biết thêm một phần thông tin nào đó về cái điểm mà các bạn muốn đến. Thì mình xin tạm dừng video ở đây nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.